khi đoàn người Chăm và rất lai rước y trang về đến đền thờ nữ thần Bonuga, thì tại đây đã tổ chức nghi lễ đơn giản nhưng thấm đẫm tình nghĩa anh em giữa hai dân tộc Chăm và rất lai. Người rất lai dâng lễ vật là những nông sản được làm ra từ núi rừng để bày tỏ lòng biết ơn đối với thần mẹ xứ sở Bonuga. Và những điệu múa Chăm uyển chuyển cùng nhịp nhún nhảy nhẹ nhàng của những thanh niên rất lai hòa trong âm vang trồng bổng của mã la, kèn bầu, saraken và tiếng trống baranung đã gợi lại ký ức, tăng thêm mối đoàn kết anh em giữa hai dân tộc Chăm rất lai vốn gắn kết từ xa xưa. Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa riêng, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc và luôn hướng đến chân thiện mỹ. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc không chỉ đơn thuần là bản sắc văn hóa, mà sâu xa hơn nữa, đó là cội nguồn, là di sản thiêng liêng, vô giá của cộng đồng người Chăm và Rắc Lai ở Ninh Thuận. Nói đến dân tộc Chăm hay dân tộc Rắc Lai ở Ninh Thuận là nói đến lễ hội truyền thống. Lễ hội của người Chăm hay người Rắc Lai đều có điểm chung là cầu mong sự bình yên trong cuộc sống, mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đẩy lùi những điều ác, điều xấu. Các lễ hội có sự giao thoa giữa hai dân tộc Chăm và Rắc Lai chủ yếu là lễ hội mang tính tín ngưỡng liên quan đến tổ tiên, dòng tộc. Lễ hội Bonaitan của người Rắc Lai ở huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một điển hình. Chuyện xưa kể rằng, nàng Bonaitan xinh đẹp, con của một gia đình quý tộc người Chăm, đem lòng yêu thương chàng trai người Rắc Lai và cùng sinh sống ở núi cao. Hai vợ chồng đã khai phá một vùng núi hoang vu thành vùng đất tươi tốt và đưa dân làng đến sinh sống đông đúc. Đó chính là ngọn núi Bonaitan thuộc xã miền núi Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận ngày nay. Cho dù yếu tố thần thoại của câu chuyện đến đâu, thì ý nghĩa của nó đã phản ánh nỗi khát khao của con người muốn khắc phục thiên nhiên để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa hai tộc người đã có từ ngàn xưa. Vào những năm đất nước bị chiến tranh, lễ hội Bonaitan của người Rắc Lai gần như bị quên lãng. Chỉ sau ngày đất nước thống nhất, được sự quan tâm của đảng và nhà nước về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội Bonaitan mới trở thành lễ hội lớn của người Rắc Lai Ninh Thuận, được tổ chức quy mô với nhiều nghi lễ mang đậm bản sắc dân tộc. Thông qua lễ hội nhằm nhắc nhở các thế hệ người Rắc Lai về sự tích, mối quan hệ gắn bó thủy chung của hai dân tộc Rắc Lai và dân tộc Chăm. Điều đặc biệt của lễ hội Bonaitan đó là sự ràng buộc phải có mặt người Rắc Lai và người Chăm cùng hành lễ. Khi đó, bộ nhạc cụ cổ nhất của người Rắc Lai cùng nhạc cụ Chăm mang ra sử dụng phục vụ cho nghi lễ cúng thần Bonaitan. Điểm độc đáo của nhạc cụ trong lễ hội là ngoài nhạc cụ cổ truyền của người Chăm là trống ghi năng và baranung, thì phải có hai nhạc cụ cổ được làm ngay tại ngọn núi Bonaitan, đó là trống đốc và chiêng nứa. Nếu trong lễ hội KT, điểm nhấn thấy rõ sự giao thoa giữa hai dân tộc Chăm và Rắc Lai là nghi lễ rước y trang mở đầu cho lễ hội, thì trong lễ hội Bonaitan, sự giao thoa gần như xuyên suốt trong quá trình diễn ra lễ hội. Vai trò của hai vị chủ lễ người Chăm và Rắc Lai luôn song hành và kết nối lẫn nhau. Khi chủ lễ là người Rắc Lai điều hành, thì chủ lễ người Chăm điều khiển những điệu múa lễ cùng các nhạc cụ Chăm vang lên và ngược lại. Chính yếu tố này đã làm cho lễ hội Bonaitan trở nên sinh động, hấp dẫn và gần gũi hơn với mọi người.
Trong lễ hội Kate, người Chăm có lễ Rizanga và Riyaswa. Thì ở lễ hội Bonaitang, người Rắc Lai có lễ Tống Ôn. Các nghi lễ này đều có cùng ý nghĩa là tống đi những điều dữ, mang lại những điều tốt lành trong năm mới. Không chỉ có cùng ý nghĩa, mà trong cách thức thể hiện cũng đều có điểm chung. Đó là chiếc mâm xa ly. Theo tiếng Chăm và tiếng Rắc Lai, xa ly đều có nghĩa là đánh đổi, thay thế. Do vậy, trong nghi lễ Tống Ôn hay lễ Rizanga, người Rắc Lai và người Chăm làm mâm xa ly bằng tre đan, phủ lên một lớp lá chuối tươi. Bên trên là những đôi hình nhân, hình thú, trầu cao, chuối chín, mang ý nghĩa thay thế dân làng tống đi những tai ương khốn khó trong năm qua và cầu xin tổ tiên mang lại những điều may mắn cho năm mới. Đã bằng tết bằng trọc bằng chọc bằng khôi bạc nóng óc mai tu khám ta quay cây cúc đã chạy tam phương quang nên cầu cù ti chính to gót na chữ bằng cây pu nên trúc ao tan ô tan âm tan cầm tan tan chạy quy chạy quấn chạy lăn chạy đã chế to ngõ chế tan chữ bằng cây pu cầu chữ bằng cây pu tiếp nữa lòng cầu đã tiếp phong phiền cây chỗ ao liền trụ đe chỗ mang trụ khang chỗ bồi chữ bằng cây pu cầu pu tuân tiếp nó cầu pu tổ tí nị nâng cao tôn tít non cao tô tí chào chữ loạn cây bù bông cha đoạn chữ bông cha đoạn này chữ loạn cây bù tân đá thạp nâng cao số chữ bù cao chăm chữ loạn cây bù tân cao tít nữ tí cho tít mò tí bờ cao tí đau cao đầy chữ loạn cây bù tân cao nâng cao cạn cao cho cao bọc cao khổ cao tàu cao toa cao toa cao tàu cao cạn cây bài cao cạn tay cho chữ loạn cây bù tân cao nâng cầu phố bơ tiếp nính là cầu phố hà tiếp nính gọi chữ bằng cây phố đoái chữ đoát này đoát bài đoát lạc đoái chữ đoát này đoát bài đoát nổ trước tu tiên cầu tâm cầu tâm cầu chăm. Mừng cầu tì, hồi như là tu bôn vi là rất lại bà chợ, nhiều ngại giác, hồi như là có thốt, cầu chết rực vụ, nhiều trất mai anh à cho coi như là ngã bọc ba là, mỗi thốt thay này cũng là ngã hồ nền. Mong cầu tì giữ lại và chăm rồi là gia chăm thiếu tức là lại thiếu vô họ thì coi như là anh em chăm mai để cái nhu tâm gia rồi ngạ cái nhang tuôn để ngạ giặc coi như là đoà mông nè lâu pi từng nữ tâm hạ đạo to bạ các thợ các thầy lại không chăm tức là tha mẹ tha ya mi lạc loa linh ca lộ đội nước đội tỏ tớ nước đội tỏ vô thật năn ra tỏ tớ im lại thân tức là phong tục tức là đất đất nan côn tệ vợ tức là ca nữ tâm nữ lại cái khí vợ có thun là tha hô ngạ chẳng cần tức là chẳng cần năn tức là tiếp lấy tiền cần nhau tông đơ tức là y là ca nữ trò là chậm nguyên khăn tai khi vợ văn hóa tự tâm đó lễ tê là tha thôn phu tê là lễ tức là lễ hội tức là lễ tên tức là lễ tê cả trăm càng lại năm nay tức là tệ vợ cả trăm không lại lại vợ kia cả tha thụ tha tài tài tràn cậu giao duyên lệ đoàn kết đồng cậu răng bò cậu. Thực tế hiện nay, người Chăm và người Rắc Lai đều có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau mà không cần thông qua ngôn ngữ trung gian thứ ba nào. Bởi người Chăm và người Rắc Lai có cùng ngữ hệ Nam Đảo. Chính yếu tố này mà trong suốt quá trình diễn ra lễ hội Bonaitang, hai vị chủ lễ người Chăm và Rắc Lai rất tâm đồng ý hợp. Cũng như những người Rắc Lai và người Chăm dự lễ đều có thể hiểu được lời khẩn cầu của hai vị chủ lễ. Sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc Chăm và Rắc Lai trong lễ hội Bonaitang đã tạo không khí lễ hội vừa linh thiêng vừa sôi động bởi những âm thanh trầm bổng của tiếng trống đất, chiêng nứa và trống ghi năng, ba ra nưng, vang vọng giữa núi rừng. Thông qua lễ hội Bonaitang hay lễ hội Kate, sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc Chăm và Rắc Lai thể hiện khá rõ nét. Sự giao thoa này đã góp phần làm sáng tỏ một vấn đề.
đó là người Chăm và người Rắc Lai có mối quan hệ từ nguồn gốc xa xưa và luôn được gìn giữ cho đến các thế hệ người Chăm và Rắc Lai hôm nay ở Ninh Thuận. Người Chăm và người Rắc Lai không chỉ giao hòa qua các lễ hội truyền thống, mà trong cuộc sống họ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Mặc dù ngày nay người Chăm sinh sống ở vùng đồng bằng ven biển, nhưng không quay lưng với núi, mà họ đã biết dựa vào núi để làm ra những nông sản có chất lượng từ núi rừng. Người Rắc Lai mặc dù vẫn sống ở miền núi, nhưng đã biết học hỏi kinh nghiệm từ đồng bằng để trồng lúa nước, dệt sợi, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Trở về với cội nguồn là để ôn lại quá khứ của dân tộc, để tự hào về truyền thống đoàn kết chống lại cái ác, tự hào về văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với sự giao thoa đã kết tinh nên sức sống nội sinh mãnh liệt của hai dân tộc Chăm và Rắc Lai.